kết hoạt rồi. Ăn giỏi rồi được. Còn nóng chân răng không anh? Úi dồi, eo rồi. Này, khoan một quả thôi. Thế nên là gọi ông Sắn dậy mua ớt khẩn trương. Ui, đồng đi. Khực. Úi dồi. Đồng như thạch trong câu. Xin mời cả nhà nhá. Úi dồi ôi, xứng đại gia điểm. Hello, xin chào cả nhà nhá. Chào cả nhà một buổi sáng. Mình đang đứng ở quán nhà Trần Sắn đây. Dạ, 7:30 mới ra đây làm video được. Đấy. Hôm nay là có ông Thánh ớt nhá. Ông rảnh. Ông đang ông điện. Thánh ớt. Tiếp Thánh ớt. Thánh Tích Canh tiếp Thánh ớt. Đấy. Buổi sáng mình cái chia sẻ cả nhà đấy nhá. Lâu lâu lại ra đây làm cái clip. Nhà ông có mấy cây hoa đu đủ đực nha cả nhà. Đấy. Thấy chưa? Hai cây to phết đấy. Hoa đu đủ được đấy. À. Cây xanh tốt chưa cả nhà. Cái giống này dễ trồng lắm. Ngày xưa thì đắt đỏ, bây giờ thì làm củi không xong. Chào cả nhà yêu nha. Chào các người đẹp. Đây là một cây ca sĩ làng ở làng. Ca sĩ năm nay mới 32 tuổi. Đang một năm ca sĩ hát chèo ở xóm rất hay. Người người đẹp 32 tuổi nha. Chưa có người yêu. Mấy? 76. Điên này, bà bảo 76 ai người ta tin. 32 tuổi kêu 76. Ở đâu ra mới có 32 tuổi trong chưa còn 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 chưa chưa bộ đội chưa người yêu kêu dám 32 tuổi. À, 76 tuổi. Ông Thanh ớt nâu thế nhỉ. Lại chia sẻ cả nhà là ăn sáng nồng lợn tiết canh nhá. Đấy, mình ở đánh mấy anh em ăn tiết canh này, bữa sáng này, đơn giản thế là cả nhà. Để chia sẻ những bữa ăn của người nông dân quen thuộc. Người nào nói chung là người làm cái món này món sở trường, món khoái khẩu của nhiều người chứ không cứ gì ai cả nhà. Như thế. Mình đánh tiết canh nhá. Thật. Bánh tiết canh nóng ấy, Ninh nhìn thấy anh đánh tiết canh nóng đẳng cấp không? Ninh chuẩn bị thay... chuẩn bị thay thế bà tươi rồi đấy. Không biết đẩy nhà đây, cứ như thế này thôi, đánh nước nóng như này, thấy chưa, bà thấy không? Đấy. Yeah. Đấy, bà cứ nhìn thế này, đánh cái này về đánh, bà ông cứ đánh. Bà đây nữa, cứ một xìa nước, một xìa tiết, nếu một tiết nó hơi đậm lên thì là đánh một nước rưỡi. Vâng, đây này. Ôi, châu chấu đi chào một lúc có mà mấy không? Ăn cái đấy giòn, ăn ngon lắm mà. Ok. Ngồi xem đã. Ta không có chú chấu à? Sắp đến mùa rồi. Sắp đến mùa ăn rồi. Tháng nữa rồi. Cái này ngon hay không ngon đi? À, đi bẫy được rồi một tháng. Chuột đuối ăn nó mới ngon. Còn bây giờ ăn có rồi nhưng mà ăn nó không ngon. Sao nó cả hết rồi à? Nó lên toàn mấy làm cái canh bát không lường đấy. Đây này. Cả nhà đấy. Mời cả nhà ăn cùng với lại anh em mình nhá. Người đẹp ăn gì đây? Ăn dưa. Dưa chuột à? Cầm cao lên gọt làm gì có phải rúi rúi đấy, người ta hiểu nhầm. Biết như nào? Ừ đấy, biết đâu người ta tưởng hiểu nhầm lại cầm quả dưa để làm gì, ai mà hiểu được. Cho bà hoặc chọn quả dưa to nhất cầm về để tối mà ở đấy đúng rồi. Đấy mà chấp đôi quả vào, chấp đôi nguyên bản cơ đấy, như thế đấy đúng rồi, nó giống. Thôi mời cả nhà đây. Hôm nay tiếp hai gương mặt thân quen. Thánh ớt và bác này cũng lên một lần ngồi nhà mình ở đây nè. Bác là bác Vĩnh đúng không? Vẫn nhiều lắm, hết luôn đi. Ủa, rượu ngon đấy nhỉ? Rượu thơm đấy nhỉ? Nó khẽ lắm. Rượu thơm đấy. Nói từ từ. Bốc đi các bác. Nè, nóng hôm nay cho hành cho nhưng mà nóng cho nó nóng. Nếu chưa nóng lại đổ đi lấy nóng nữa tại mình ngồi nó nâu nâu mà. Nguội là tía đâu.
ăn nồng già kêu thế ít nồng già. Bác ạ. Ngon miếng nọ bên kia nhá. Giòn ngon thật. Cho đi em bé bé nữa không? Đây quay cả bà nồng ngon chưa? Nồng xào dưa. À, lòng xào dưa. Nồng xào dưa, bác Vĩnh có thích ăn nồng xào dưa không? Ở đây có lòng xào dưa đấy, đấy. Đấy, ăn, đây là ăn gan à? Ăn gan hay ăn gì đây? Gan à? Đấy. Người đẹp người đẹp ăn gan. Ơi cháu ơi. Tiếng cái nhỉ? Đóng cửa đi. Đóng cửa đây. Xin mời cả nhà vô. Xin mời cả nhà. Hôm nay tiếp hai khách quý lại có các người đẹp ngồi cạnh để tiếp rượu nhưng mà người đẹp này ở quê mình là không biết uống rượu. Lòng ngon thật. Có các người gọi là không đuôi. Ngọc cứ ngon. Đây bà ơi. Ơi là cả quá. Chưa đủ độ cay. Chưa đủ độ cay à? Được. Gọi thánh hết ý. Cái này không đủ cay. Cái này bình thường. Nếu quả gọi là thánh ớt ấy. Cho xem đấy đấy đây này thánh ớt đấy mặc áo chim cỏ áo đẹp này bà mình mặc cái áo kia bà kia mặc áo chim cỏ còn ở nhà còn nhiều lắm nè. Thôi đồng khởi nữa anh ơi. Đồng khởi. Đồng khởi đó. Đấy bà. Không cháu chỉ mấy viên thôi. Mấy viên thôi. Quán dân dã cả nhà là cứ thế này là bê cả thúng nạc là rắc rắc thế thôi là xong. Đây là gọi quán nông thôn nhá cả nhà nhá. Nhưng nhiều bạn cứ bảo là bình luận nhiều quá cái lịch sự với này không lịch sự. Ở đây là dân dã mà đang thật thật thôi. Đi đấy. Nhiều lắm mới rảnh chỗ để lên hình. Lòng ngon tiết đẹp. Lòng ngon tiết đẹp. Ôi giời, nhìn kìa. Đấy, lòng đấy mới đẳng cấp đấy. Loại đấy thì ông bà xem lại nó chỉ chảy nhút nước bọt đấy. Bà lại xem cái đầu lòng cái này. Cái lòng đéo vừa quay. Nhìn chưa? Đấy. Quay đấy. Đầu lòng ấy bà. Giống nhau đâu là đây nó khác mà trong đấy nó khác nữa. Anh này anh bà đua anh ấy ngon nó nồng giá nó chó bán chó gì bán chó cả đúng là xem phải có người bán mạng bạn cho con bà rồi đến quán là tươi mẹ chỉ phải đi với anh biển thôi thì đến quán là tươi chỉ anh biển không đi anh biển là không có đủ ngon không có đủ ngon vào uống đi anh ui thế là lâu anh em mình không gặp nhau rồi ngon thật đấy cũng là mấy tháng rồi nhỉ mấy tháng rồi nóng rồi không mời còn ở nhà nhớ quá. Mấy tháng rồi không ăn nữa à bà thua ớt bình thường hả cái đấy cay ớt bình thường sợ gọi thánh ớt thì chị không kể loại này nó như một cái ớt đợt trước mày ăn ở nhà ớt là bác phở này đúng không đấy thì mà ung tai luôn ớt đấy em ăn nó đúng rồi đó thế mà đánh sấp đôi sấp ba ở nhà chơi xong ăn xong lại tối bắt vợ làm việc hết nhỉ rượu cũng có tí khác rồi anh Vĩnh ạ đấy đi đấy cho nào ây da nên nồng cổng này các bạn ơi còn mình nồng ngon cái đẹp thật nó miếng nọ bên kia có nó thấy gan cái này có nhưng ở đây không thái đâu à đúng rồi bà ơi cho miếng gan đây thái cả cục gan này cho bê cả cục đây gan bê cả cục nữa đấy cắt làm đôi rồi cho ăn của đấy cả anh mình ăn hoang dã quan trọng thì khách khứa thì anh em mình thông cảm cả anh ăn anh vĩ ăn không cho một cục nữa. Đấy bổ làm đôi cái miếng đấy. 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 Đấy đưa cả cục luôn đấy.
đùi gà. Quán người nhà các. Ăn uống như thế. Ăn nó nóng nó ngon. Đấy. Mẹ tôi thì nên ăn tiếp biển. Lâu lắm không gặp anh. Ây da. Mức ớt này cháy cay rồi. Ăn không. Thế bà Tươi bà sốt ruột chết. Bà Tươi bà lại sai ông Sắn đi mua đĩa ớt nữa, rồi ông Sắn ông lại nườm mày khổ. À đúng rồi, ông Sắn đâu nhỉ? Đi tí nữa ông về. Ăn đi anh ơi, cái nào nóng đảo này. Cái nào ngon ăn. Nếu mà nguội chỗ nước này cho nước khác bạn. Ngon. Cái canh đông, đánh cả nhau ông trên tay nóng còn giật. Em đánh cái canh bác biết nhà chuyên đời, bác biết là em chỉ có đánh nước nóng thôi. Bác nhẹ trắng sạch sẽ này bắt đầu là đánh nước nóng. Không phải gạch cơ. Mời cả nhà nhá. Cảm đi kìa. Cũng là quán người nhà, các em. Ai ăn cái trong thái gì ai đâu. Đây là mình theo yêu cầu đưa cả cục rồi. Thích cả buồn lẫn được. Người ăn theo sở thích. Không có cháo. Hôm nay bà Tươi thấy ông khách nạ thanh niên chưa bộ đội, chưa vợ chưa bộ đội. Đây là cái nhân chưa răng nạc cho vào. Cà tân. Không nhiều khi nó được ra anh ạ, ở đây ăn rất dễ, còn ở chỗ khác như thế này các bác ăn rất. Như đây ăn dân cái này ăn rất dễ. Trong đây có một món được cả tiêu để lên nấu thì ăn không chẳng ăn rồi. Đấy, lại không nữa rồi đấy. Đây không, đây là gốc chè. Rồi ba anh em nhà thương nhất là cái đấy thôi nhá. Cần đấy. Cần đấy. Cần đấy, cần zip. Chừng đấy. Nước chè, không phải nước nói. Không phải là nước nói. Ôi, nhắc cả nhà chưa? Phá. Phá hả? Đi xuân khổ lắm. Phá cái canh nhỉ? Đến bao giờ... Phá là phải lên tự lên một chén đấy. À, phải tự lên theo luật lệ. Xưa nay rồi. Bác ấy xem kênh nhiều đấy, bác hiểu. Bác biến thuật rồi. Đến giờ mình là bác biến thuật rồi. Ăn giỏi rồi được. Còn nóng chân răng không anh? Đến cháu nhá. Xin mời thầy này nhá. Cũng phải lên thôi. Thánh ăn ớt bắt đầu là lên tức anh nhá cả nhà nhá. Úi dồi. Eo này. Thôi ăn một quả thôi. Thế nên là gọi ông Sắn dậy mua ớt khẩn trương. Ui, đồng đi. Khực. Úi dồi. Đồng như thạch trong công. Xin mời thầy này nhá. Úi dồi, xứng đại ta điểm. Cày không ấm ấm nó nóng ấm như rằng ăn với cày. Ô anh Vinh không ăn tiêu à? Không. Vẫn có tiêu này đấy, anh cứ dốc cả lọ vào cũng được. Hao nóng luôn, nóng luôn, hao nóng ớt cho đủ bẻ đấy. Ở đấy ăn thì đúng là căng, mày đánh thế mà đợt đấy mày còn đánh sấp đôi sấp ba sao? Ui giời, sướng rồi ta điệp. Ăn cái cây, nó, cái vụ ăn này bà Tươi nhỉ? Nó ấm, nó nóng chân răng sướng anh. Cái vụ ăn này bà Tươi, em anh bà đấy. Đấy ơn em cậy. Tuyệt vời ông bầu trời. Thì ấm luôn. Vẫn còn ấm chân răng. Vị gan khủng khiếp rồi. Ngon quá. Không kiểm chất được. Ôi dồi ôi, đậu quá. Tí canh nồng non. Nùa nó vào. Nùa cái bùi tôn, nùa mới khéo. Thằng em mình nó nùa cái canh cái này. Nùa không? Nóng là nóng luôn đó. Mát mát rồi. Nước chè đấy. Nước chè. Ấm. Thứ này ra điện. Hai ấm nhỉ? Sao cứ lưu tục này càng nhắc nhở sáng đâu ngày rồi mỗi anh em một cốc phải thôi. Xin mời ngài nhớ nhá. Vâng, mình cũng phải tích canh chứ, cả cũng luôn canh mấy em ăn chung miếng này cho nó bà đỡ sốt ruột. Mỗi người kỹ thôi.
ngon, càng vừa mới là cái món cái cành. Không có cái cành không không đến đâu, không đi đâu. Cái món này nói chung là người nào cũng thích. Ôi, dân dã rồi. Dân dã nhưng người nào cũng thích. Đi ăn nó lợn mà có cái cành không được, không không vào đi. Đến muộn là hết. Mình lại gọi là báo trước thì còn còn. Thế này có cháu rồi. Em của Thanh ớt. Ai à? Bây giờ ăn mấy miếng ơi. Em của Thanh ớt em. Nhưng mà ăn thành thành miếng ơi. Mày là Thanh ớt thì mày ăn một quả ta ăn hai quả. Cái gì? Thanh ớt nhỉ. Đông nhỉ. Ôi trời, 6 tháng quen hết. Được rồi. Cơm miếng. Được những được anh ơi, anh ăn luôn. Đặt ngay. Ăn được ngay. Cứ thế luôn. Gái ơi, cho nắm rau thơm đẹp mấy cái nữa. Đấy, đấy. Anh biết đây không, các người đẹp đây nạ lắm. Bán hàng mà mình gọi nhờ mà gọi suốt ngày. Thế mới nào có thể. Mấy khi được bà chủ quán vụ luôn. Gọi nhờ là các bà mắng đấy. Ở đây là bán hàng nó thế, tự đứng dậy người đấy. Bà chủ quán là xuống đấy chứ. Đó là bên này là quán ở nông thôn, bán toàn trong nhà. Trong nạn ấy, nhưng trong nạn ấy thì người ta quen biết trong lòng trong nạn. Thua như bọn em làm nạn, cháo ăn bỗ vã tự nhiên. Cháo bỗ vã. Thường thường những cái đấy là, thường thường những cái đấy là mình không ăn được nếu mà xào để. Em bảo rồi, khi nào như khi nào những vụ đấy anh ăn với em. Còn những vụ cá, phú này anh thì gọi em thích những ăn được có đồng lắc. Em thích ăn. Em bảo bây giờ em nói từ trước em cũng được ô đây, em nói gì chuẩn là chuẩn. Sáng nay dạy em mấy người bạn vệ sinh là ông cứ nhiều gai sang rồi ông bảo ông con đi ăn sáng ông anh đến gọi là quay video anh để được không nhé. Ra bà con chơi này căng cái gì uống rồi gọi Zalo không thấy trả lời đâu. Không Zalo em không mạng gọi cái số. Có mạng đâu. Đấy, nếu mà không ai đâu, cái nào hết, không ai, cái nào hết, khổ lắm. Đấy, bà chủ quán, rúi miệng vào hãng ấy, anh bà, bảo đây nào, vào đây mà lấy. Rượu uống cái tay nghèo mà đưa 10.000. Quần nó phải cắt túi đi. 10.000 mua được cái gì? Để thục vào đấy. 10.000 thì chẳng mua được cái gì. Đang nộp tiền của khách. Thôi, anh mình nộp với đi. Nãy đồng khởi ạ. Đấy thôi. Xin một cái này vô nhá. Áo này nộp rồi nhỉ, anh ba nhỉ. Thành cơ được, thách thức canh. Sầu riêng. Wow. Ăn to lớn, ăn cả miếng gan luôn. Gặm đây, bốc quả đi. Anh hãy ăn cho nhà đi. Bốc quả đi. Chọn miếng rồi, bốc quả, ăn uống rồi, bốc quả, bốc quả. Bốc quả nó sướng. Cả nhà, dễ đầy hết rồi, cũng hàm ra bảo. Bốc quả đấy đi. Bà chủ quán này hết cả ớt luôn. Hết đi. Hết à? Hết đi. Cô làm được không? Cô cấp nữa là chịu rồi. Lừa được không? Lừa được bà tươi. Thôi lừa được đấy. Cho nữa rồi bà tươi ạ. Lừa thôi. Cấp nữa là căng lắm. Căng lắm. Tôi về ở nhà có cố đi xa này. Đâu. Mời cả nhà nhé. Ông biết sáng ăn sáng chưa? Thế, ok. Ở trước ông kia anh ăn sáng rồi. Kể lúc sau về để em ăn sáng rồi. Bắt đầu mới gấp từ ngày quất thế. Có bên nhiều khi không làm quất luôn. Rượu em là nó nặng hơn rồi. Tôi nặng rồi. Anh cứ dọn ra anh uống một cốc của em xô này. Ui dạ. Cũng căng đấy. Căng. Ý là không sai nhưng mà cũng là... Căng đấy. Nếu mà mình tôi thì chỉ cứ cốc bảo hiểm thôi ngắn. Cũng nhiều quá. Rồi. Nghe đấy. Uống được cốc đi. Lại tiếp, thế cả nhà tiếp không? Đây nước chè thôi, của đây à? Ngồi chơi đã bảo đúng không? Về làm gì? Ngồi đây. Không. Ngồi đây quay á. Cái gì? Đây là toan. À, toan này. Quay á. Hai rau cho đi. Hai rau. Mời cả nhà nha. Ôi xa đá. Bốc bả đi không vui. Bốc bả đi. Ôi biến mẹ hết rồi. Bốc bả đi. Hết rồi. Nha. Bà Thư, hôm nay gan ngon rồi. Không phải thái dễ thôi. Không phải thái, với thế một cặp không? Dạ, nó cho nước lắm. Cả nhà ơi, hết đó rồi. Mua cho đây à? Mua cho ông ý. Tôi để đây. Đây. Ơi. Bao không?
À, ông kia rồi. Ông Thảo có biết đánh cái canh gì không biết đánh hôm nào thì vì đấy bảo biển mà đánh cho. Đúng rồi. Bảo Ngọc biển mà quả cái canh cho. Thế không thì không. Bà tôi ráng cho bà, thế là tôi gửi tiền luôn. Mấy khi mời được các bà khó lắm. Cây văn nghệ ở xóm nhà. Ôi, tôi hay là ra đi nước à? Thanh niên. Thanh niên cũng chưa gọi trên bộ đội. Nhưng mà bà tươi, bà tươi biết hát chèo không? Đấy không có lá thao à? Bà tươi, biết hát chèo không? Hát chèo là hát được rồi. Thanh niên chưa gọi, chưa bộ đội. Giỏi nhờ. Chèo hát được thì hát được. Cháu cháu hát chèo rồi. Hát tôi rồi, hát vào nhà hát luôn đi ạ. Cháu đang biết hát chèo không? Cháu nhà hát chèo đấy, nhà hát chèo không? Cháu đi bảo bà hát. Quả đi. Nhà nặng tên đó nhỉ. Xin mời ngày yêu nhá. Không, bạn khổ quá nhỉ. Ôi, xin mời ngày yêu nhá. Mời ngày yêu nhá. Bà có đua làm chén không? Không. Anh kính người, cái đấy tên bố cả là, bố mẹ nó là tiến sĩ. Tiến sĩ rồi. Ngoài. Ông ngoài ra làm chén ông ngoài ơi. Ở đây nằm ai. Trong lớp tôi bảo dư. Anh để không có khí gạn ấy cả nhà, thế hôm nay mình lại chia sẻ này, này hôm nay lại gặp Thánh Ngớt với này ông anh Vĩnh này một lần đến rồi nó là chia sẻ là gọi nhau là ra quán mà bà tôi sẵn làm bữa ăn sáng làm ngợi cái canh mà bây giờ nó có thời lượng bữa nay xem 200 mình một like đăng ký kênh ủng hộ cái biển nhá, hẹn cả nhà sau, chào với cả nhà. Cả nhà cũng có nhiều rồi nhá, chào cả nhà nhá, cả nhà yêu nhá, đấy chào. Vĩnh Thánh Ngớt thì là like không khá nhiều.